có anh đi ở nhà có một bình mẹ buôn ba thì xin chỗ này chỗ kia xin từ thiện á ăn thì thôi cô cũng đi vòng vòng ra ăn từ thiện xin từ thiện rồi mới có tiền mới thăm từ anh vậy á. Xong mình sạc điện á, rồi mình sạc. Đó giờ phải khiêng cô ra ngoài, tại đây là áo quang vô không được. Vô được nhưng mà kiểu như là rồi mình đem ra ngoài kia nữa nó mất thời gian. Đó, mình bỏ, mình để cô lên băng ca tay này, mình khiêng ra. Để cái hồng ngoài kia rồi tụi con sẽ để cô lên băng ca tay để khiêng ngoài kia rồi bỏ vô hòm giống như vậy. Đó thì giờ mấy đêm tụi con phải ái ra ngoài khiêng ra ngoài chứ không ái lại được. Tụi con sẽ đem ra là thiêu bình Hưng Hòa. Thì cả nhà cũng biết rồi, trong cái mùa dịch này á, thì là thiêu rất là đông. Đó. Nên anh em phải cố gắng mà chờ đợi. Máy đâu vậy? Máy gì? Đó thì mấy anh đang khiêng ra nhà cả nhà. Đấy. Được không? Thì cái này con cũng quay cho quý vị khán giả xem được. Quay mình lại. Quay mình lại. Quý vị khán giả bỏ qua. Thì cái hình ảnh này rất là phản cảm. Thích sao anh nè? Đó. Vừa khiêng vừa thịt luôn cả nhà. Rồi đó. Anh Hiếu là bằng phía sau là sạch. Thì nay đi hết năng lực rồi, không có ai mà đi tổng luyện. Nên nhà có nhiều là đi nhiều. Cả nhà. Mấy em đã ra xe rồi cả nhà, thì ở quan để cớ bên luôn. Đó. Thì chắc con xin dừng clip tại đây. Thì con hẹn quý vị khán giả vào những video tiếp theo của tập này. Đó, bây giờ mấy anh em sẽ bỏ vô ở quan rồi ướp trà này kia cho cô, bỏ đồ của cô lôi vô. Rồi mấy anh em sẽ đưa lên xe, mấy anh em sẽ đi hỏa táng luôn nha cả nhà. Vô quả tán vô Bình Hưng Hòa thì cũng phải xếp tài nó, thì nó rất là mất thời gian đó. Rồi có gì con sẽ truyền tải những hình ảnh ở Bình Hưng Hòa như thế nào cho cả nhà mình xem.
thì khi mà sụp xong lại cái nhà thì khi mà tổng liệm xong á thì mấy nhà cũng sụp cổ cho nó an toàn. Dạ rồi, không có gì đâu anh. Dạ. Ví dụ cái này lấy cốt là cái gì báo sao anh? Lấy cốt báo sao cho mình hiểu. Dạ em xuống rồi. Hiểu. Lấy cốt á, lấy cốt là lấy cốt rồi để em nhắn sao cho cái giờ để lên. Dạ dạ dạ. Lên lên chỉnh lấy hay là lên chỉnh lấy anh. Dạ. Bây giờ nó ở trên tỉnh cũng dày đặc lắm. Dạ. Không thể nào mình lấy liền được. Dạ đúng đúng, đúng. Ý ý là ngày. Ý là anh hỏi là chừng nào lấy cũng được không có gì. Rồi rồi, rồi. Đó là phía trong kia còn cái đội để tẩm lượng nữa này. Không biết nguyên nhân mất. Cũng vậy luôn. Dạ. Cũng mới có ngày cũng vậy. Thì thôi tụi em chia buồn cùng gia đình anh. Dạ. Rồi tụi em phải lên đường đưa mẹ của anh ra Bình Hòa. Dạ. Rồi. Dạ, anh cảm ơn. Thông qua clip này anh có muốn gửi gì tới khán giả cũng như Mạnh Thường Quân đã giúp anh không? Em không nói gì hơn, nói muốn gửi rồi các anh em nhiệt tình cứu chữa đưa cho gia đình các nạn nhân đi thiêu này kia. Dạ. Thôi cảm ơn chương trình. Dạ rồi. Dạ thôi tụi em đi nha anh. Dạ. Dạ rồi. Dạ cảm ơn. Dạ. Luôn hả? Đây. Đây là những phần cơm. Kính thưa quý khán giả, thì con khi tưởng liệm xong thì có một xe quay về để lấy cơm cho mấy anh đi ra Bình Hưng Hòa. Mấy ảnh đang đợi đặng thiêu á, thì tụi con về lấy cơm để cầm ra ngoài cho mấy ảnh ăn trong thời gian chờ đợi. Đây là những cái phần cơm của Ủy ban Mặt trận quận 10. Cô Ngọc. Thì ngày nào cô cũng hỗ trợ cho mấy anh em suốt gần tháng qua. Đó. Cô. Không phải đi tiễn liệm về, giờ mấy anh cũng trùng hợp mấy anh về luôn, mấy anh đi chữa bệnh. Giờ ghé chỗ quận 10 lấy cơm xong rồi mấy anh về ăn. Đó, giờ thôi quý vị khán giả theo chân con để đi qua Bình Hưng Hòa để gửi những cái phần cơm này cho mấy anh Phi với anh Bắc Giới đang đợi ở bên. Dạ rồi, con trở lại với lại quý khán giả. Bây giờ xe đang đợi một hàng dài. Ủa Bình Hưng Hòa báo bao nhiêu phút nữa vô anh? 10 tiếng. 10 tiếng là 600 phút. 10 tiếng hả? 600 phút. Ở 600 phút nữa. Rồi anh em ăn cơm xong rồi lên xe nghỉ dưỡng đi. Rồi nghỉ dưỡng rồi. Nghỉ dưỡng đi rồi chừng nào được vô rồi đi về. 5 giờ sáng. Cái gì? 5 giờ sáng biết về được không? Đây xe mình đang đậu bên đây nè quý vị khán giả. Đó. À, trên một hang dài luôn nè. Xe mình nè ha, quý vị khán giả thấy nha. Rồi những chiếc xe này đang chở quan tài để xếp hàng để được vô phía bên trong để được thiêu nha quý vị khán giả ơi. Rồi đi thẳng ở cuối đường bên kia. Đây. Đi cuối đường ngay chỗ cái anh áo xanh đang đứng á là rẽ trái đi vô, còn một hang dài nữa. Đó. Rồi vậy thôi anh Nam Phi với Bác Chứ bye bye, hẹn gặp lại quý vị khán giả đi. Hẹn gặp lại quý vị khán giả, con ngủ đây nghe. Ủa không, con ngủ ở đây tối nay á. Ngủ đâu? Ngủ trong Bình Hưng Hòa nè, chỗ đó đó. Rồi trên cái Kim Tỉnh nó mát mát lạnh. Cũng gì trời đang rồi ăn cơm đi rồi. Rồi em rút về hội, hai anh ở đây nghỉ dưỡng đi nha. Đây, bye bye. Rồi, cảm ơn người bạn nghỉ rồi. Ok, bye bye anh.